Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Phương Súp này chính thức lên sóng và trân trọng giới thiệu với tất cả các bác về hai mẫu súp đến từ thương hiệu JBL, dòng súp điện cao cấp với mã sản phẩm là Aeon 518S và PRX 518. Đều là những sản phẩm rất là chất lượng với cấu hình 1 bát 50, thùng vỏ gỗ sơn sần. Chúng ta hãy cùng tham gia video này để tìm hiểu về hai cái mẫu súp này cũng như đánh giá về chất âm, đặc điểm âm sắc của hai cái dòng súp này. Xin mời các bác. Và xin mời các bác, tất cả những bác nào mà lần đầu tiên theo dõi kênh sóng của anh Phương, kênh YouTube đấy, nếu như các bác mà chưa đăng ký kênh thì xin mời các bác cùng nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới có cái chữ đăng ký đấy. Các bác dùng TV thì kích chuột vào đó, còn nếu dùng điện thoại chúng ta chấm tay vào đó là nó sẽ đăng ký. Và bật chuông lên thì chúng ta sẽ được gọi là tiếp xúc với những cái video, những cái tư vấn chuyên sâu về âm thanh của anh Phương. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tiến lại gần cái quả súp điện thứ nhất, đó là dòng Aeon 518S. Dòng này là dòng bãi xịn các bác nhá. Tem logo của nó thể hiện ngay ở trên mặt này. Đấy, JBL Aeon CD5 Aeon đây các bác. Con này thì thiết kế của nó là lưới bằng kim loại, bên trong có nỉ bao, cho nên là cái bát của bên trong nó rất là đẹp các bác. Thùng vỏ gỗ được sơn sần rất là sạch sẽ, sang trọng. Và mặt đằng trước này nó thiết kế bằng nhựa composite, cho nên là nó tạo hình khối rất là bắt mắt, rất là sang trọng các bạn. Em rất thích cái cách thiết kế của con súp Aeon 518 này. Và một điều nữa là gì? Là những cái dòng sản phẩm súp điện của JBL, đặc biệt là đến đời 518 này thì toàn bộ đều tích hợp với cái hệ thống công suất ground luôn. 518S tích hợp với công suất ground UEDA này các bạn này. Và mạch xử lý tín hiệu của nó rất là bền bỉ, cũng như là nó rất là thông minh. Toàn bộ hệ thống cắt cốt của nó là toàn bộ là tự động, cho nên là chúng ta mới thấy là gì, là khi chúng ta đưa cái tín hiệu nhạc vào đây thì hoàn toàn là nó chỉ lấy cái giải tần thấp. Và đồng thời mỗi một bản nhạc nó có cái cường độ bass khác nhau và giải âm bass khác nhau. Thì thông thường với những cái quả súp điện thông thường chúng ta chỉnh bằng tay thì cứ mỗi một lần chỉnh thì đương nhiên là nó sẽ phải thay đổi theo cái bản nhạc. Các bác nghe thì các bác biết rằng là có những bản nhạc thì tiếng bass nó rất là nhiều, cho nên là nó gây ù, gây rền. Nếu như chúng ta cắt cái quả súp bình thường mà cắt cốt bằng tay thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái bản nhạc nó ù, nó rền, còn những bản nhạc khô khốc luôn. Nhưng mà riêng súp điện này của Mỹ này thì toàn bộ là cốt của nó là cốt tự động hết. Với mỗi bản nhạc nó sẽ lựa chọn cho chúng ta một cái giải âm tần của tiếng bass nó gọn nhất và chất nhất, có lực và có độ bung tơi để chúng ta nghe nó hay nhất. Đồng thời nó có nút đảo pha ở đây để chúng ta có thể đồng pha giữa loa full loa súp luôn. Hai đường tín hiệu đầu vào. Hàng được bao zin tuyệt đối. Chạy điện đa cầu điện nó có thể chạy từ 120 đến 230 với công suất của nó đạt đến 650W. Con này sử dụng thiết kế với một bát neo 50 các bác nhá. Bát neo 50, côn của nó thì nó là côn 4 lớp luôn các bác. Côn 4 lớp cho nên là trở kháng của cái bát này nó rơi vào trở kháng có 1 ohm thôi. Cho nên là cái lực bát của nó rất là hay. Nhiều bác cũng không nghĩ rằng là quả súp mà Aeon 518 mà bát neo, cái củ bát nó bằng nắm tay này thôi nhưng mà nó đánh rất là phê và rất là ghê gớm. Những bác nào mà đã chơi đến tầm súp Mỹ này thì quá là đẳng cấp rồi. Và những sản phẩm này thì nó rất phù hợp với những bác có tuổi cao, gọi là chúng ta không quá nhiều thời gian, cũng không quá hiểu biết về cái cách cắt cốt ở trên sản phẩm của súp, thì chúng ta cứ chơi con này là nó tự động hết. Toàn bộ là nó tự động cho nên chúng ta dễ sử dụng. Con này với mức đầu tư của nó hiện nay là đang có giá là 21.500.000 đồng tại cửa hàng. Giá ship sẽ là 22 triệu các bác nhé. 21.500.000. Và ngày hôm nay thì xin thưa các bác là gì? Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, em cũng bán được khá nhiều hàng với giá giao lưu rất là tốt rồi. Bình thường những quả này đang bán với giá là 23 triệu nhưng ngày hôm nay chỉ bán cho các bác với giá là 21.500.000. Giảm giá kinh khổ luôn. Bán gần như là phi thương mại để cho các bác chơi. Và vừa lấy thì em cũng đã bán được một quả rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta có một quả súp thứ hai, đó là quả súp PRX 518S. Con này cũng tích hợp hệ thống công suất ground luôn. Con này thì theo với thiết kế của nó là một củ bát từ 19 côn 76. Bát của nó là tất bát từ Ferris từ thường. Và dòng này thì đánh tiếng bát cực kỳ ghê gớm và mạnh mẽ.
Giữa hai con này thì về chất âm của nó có một cái sự gọi là khác nhau về cái đặc điểm chất âm. Cho nên tí nữa các bác nghe, sau đó anh Phương sẽ phân tích để các bác có một sự lựa chọn đúng đắn. Con này em rất thích ở cái gì? Ở cái cấu hình thùng của nó là toàn bộ là vỏ gỗ hết. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là cái mặt của nó là nó vuốt cong này, nó tạo một cái điểm nhấn cũng như là tạo một cái độ mềm mại sang trọng của quả súp. Nó làm chúng ta cảm nhận thấy là quả súp mặc dù là bát 50 nhưng mà nó rất là gọn gàng, kê đâu nó cũng đẹp. Đấy, nó là đặc điểm như vậy. Riêng thằng súp Mỹ thì kể cả súp 50 nó không quá đồ sộ. Toàn bộ nó đánh ở cái công nghệ chứ không phải đánh ở cái thùng quá nhiều. Đấy, công nghệ của nó rất là cao cấp. Đấy, các bác nhìn cái thùng của nó mượt mà như mới. Tay của bọn này thì toàn bộ tay nó chuyển sang tay Comerix rồi cho nên nó không bị han. Thùng vỏ thì rất là đẹp. Tích hợp hệ thống công suất crown. Với những sản phẩm súp như thế này, nhà em đang bán giao lưu các bác với giá là 23 triệu đồng cho con này. Và con này thì được bảo hành 1 tháng luôn các bác nhé. Đây là toàn bộ cái cốt là cốt tự động này. Đấy, chỉ cần to nhỏ thôi. Hai đường tín hiệu đầu vào này. Chạy đây là chạy đa cầu điện, nó có thể chạy điện 230 cho đến 120. Hiện tại thì nó đang được đánh ở 230 cho nên các bác không động đến phần này nhá. Đấy, đường tín hiệu đầu vào, nút đảo pha. Nút này là nút cái đèn ở đằng trước. Đấy, dây nguồn. Toàn bộ là hệ thống bao zin 100%. Bây giờ mời các bác hãy cùng anh Phương test thử về chất âm cũng như là đặc điểm tiếng súp. Đấy, để cho các bác thấy rằng là kể cả anh Phương mở những cái bản nhạc, nó là bản nhạc gọi là có lời, nhưng mà khi đánh vào tiếng súp thì chúng ta nghe thì toàn chỉ có tiếng súp. Rất là hay, mời các bác cùng tham gia nào. Ok, trước mắt thì anh Phương sẽ đánh bằng quả súp PRX 518 trước. Anh Phương chọn một bản nhạc không lời thôi. Bản nhạc không lời thì chúng ta thấy rằng là cắt súp gần như không có nhạc cụ gì ở trong này cả. Toàn bộ tiếng súp của nó rất là hay. Các bác có tin rằng là súp Mỹ nó đánh còn hay hơn cả súp hơi không bác? Súp điện Mỹ nó đánh rất là chất. Mỗi một cái nhược điểm duy nhất của súp Mỹ nó là giá thành của nó khá cao. Không phải bác nào cũng có thể đầu tư được những quả súp như thế này. Đấy, tiếng súp nó có cái độ chất, độ gọn gàng và đánh dứt điểm rất hay. Đánh thế thôi nhưng mà lực đánh của nó rất là xa. Đồng thời nó đánh rung cả mái nhà luôn các bác. Hiện tại thì em đang sử dụng với công suất là 50%. Đấy, đánh tiếng rất là hay các bạn. Đây là chưa đến 50% này. Đấy. 50% này. PRX 518S. Ok, với những cái dòng súp điện này là độ nhạy nó rất là cao cho nên khi các bác mà thay đổi thì chúng ta nên tắt nó đi trước. Đấy, tắt nó đi trước để chống sốc các bác nhé.